chỗ mà chú đang nằm là ở phía dưới là phần mộ mới vừa bốc, lý do nào mà vợ chú lại bỏ chú đi? Kiểu bệnh hoạn là thấy tiền bạc không còn, ý là chết đầu năm rồi, xin ông bà Xin cho sống dạ. qua Tết. Bạn nó chết rồi cũng không. Dạ em nghĩ xin chào ông bà của chú chị. Hiện tại thì em đang có mặt ở Tân Bình. Hôm nay có một chú cũng biết được hoàn cảnh của một chú rất là đáng thương. Hiện tại là đang sống tá túc trong một khu mộ. Chú thì cũng có gia đình, có người thân và người thân thì bỏ rơi. Hiện tại rất là khó khăn và đang lâm bệnh đó. Nên là em cũng được chú chia sẻ tới để chia sẻ tới ông bà của chú chị. Con chào chú ạ. Chú chào bà Nghĩa. Hôm nay thì nói chung ra cũng là cái hoàn cảnh của em trai này chú cũng biết rất là lâu, nhưng mà cũng nhà cửa lúc đây thì có, nhưng mà cũng em cũng bị lâm bệnh rồi, cũng bán nhà cửa rồi, gia đình cũng vợ con cũng bỏ trên dưới 10 năm rồi, cho nên thì hôm nay cũng gặp được trên cái kênh của em Nghĩa để nhờ bà con chung tay đó mà cứu giúp cho em. Em Cường này là ở trong này cũng là hoàn cảnh cũng là khó khăn, và hiện nay em cũng là không có nhà có cửa và em tá túc trên cái mã này. Trong đây là khu mã không hả? Đúng Mã rồi, như nhà trong dân này hả? mã của chủ đất để mà cho em ở tạm nơi này, và hàng ngày thì em cũng bây giờ hiện nay thì em cũng đang lâm bệnh rất là nặng. Chú Cường này năm nay là 54 tuổi, Mà vợ con thì bỏ rồi. vợ con bỏ trên dưới 10 năm rồi. Nhưng mà chú kia được mấy người con chú ạ? Chú có hai đứa con mà con theo mẹ hết luôn, Vậy là theo mẹ bỏ ba. bỏ ba. Giờ là bệnh gì vậy chú? Chú là chú Cường này, em Cường này là đang bệnh là bị viêm tủy mãn tính, rồi là suy thận, rồi chuyển qua là mù mắt, tiểu đường chuyển Tội qua quá. mù mắt. Chú bây giờ rất là neo đơn mà không có ai để mà giúp đỡ, cho nên hôm nay thì cũng nhờ kinh của cháu Nghĩa cố gắng lên cái kinh này để mà kêu gọi mạnh thường quân bà con của ít lòng nhiều để giúp cho anh. Bây giờ chú cháu mình vô trong để cho ông bà xem ở bên trong đi chú. Chú đi À chú đây, đi. đây đây Là mộ là ở đâu chú? đây đây là cái dinh của thờ Dinh của mấy cái mộ này, tên tuổi tên của mấy cái Dạ người con xin phép này. vô ạ. Đây Đây là mộ hả chú? mộ dạ đây Vậy mộ là đây mộ này bốc chưa? chưa bốc Còn nằm cái dưới đây này, hả? còn nằm còn cái Dưới đây này là mấy mộ chú? trong này là bốn bốn mộ, Bốn mộ là từ phía này từ tới đây qua đây tới đó. đây. Là chú nằm đây ha. Còn cái này là thờ những cái tên của cái người mất đó. Nhưng mà sao chú này biết được chỗ này chú? Còn cái chỗ này là hút cốt, mới hút cốt với mà cái mộ lớn đây. À là nằm dưới đây hả? Còn cái ấy đó, còn cái kim Là tỉnh cái đó. chỗ mà dạc của chú đang nằm là cái mộ người ta mới vừa Vừa hút hút cốt. cốt. Đúng rồi. Tôi cũng tạo điều kiện cũng mua được cho chú này cũng cái máy bom và cái xe ba gác để chú ra cái trước đường Trường Chinh này chỗ nhà văn hóa này để Bấm xe. Bom xe kiếm sống. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì bệnh của em Cường này cũng chuyển biến nặng rồi, cho nên em không có thấy đường nữa, cho nên em nghĩ thì bây giờ đến đường cùng rồi thì bây giờ đến cháu Nghĩa đó. Thì còn cái chỗ này là ông chủ nhà trọ lúc trước thuê ổng mà giờ không có tiền trả nữa thì ổng mới cho ra cái chỗ này nằm không có tiền nằm cái chỗ này. Để con xin phép con vô. Chú đi theo con luôn. Con chào chú nha. Lấy cái màn đi. Chú ngồi vậy đi đứng nổi không? Nổi hả? Chú tên gì? Chú Cường Chú á. Cường Chú Cường nay là 54 tuổi. Rồi chú sống ở đây lâu chưa? Rồi sao tóc cạo hết rồi? Rụng Rụng hả? Rụng mới lại cạo. Vậy là hoàn cảnh mình khó khăn quá rồi, mình tự vô đây hay là có ai giới thiệu? Có ông Ông anh anh biết chỗ này ha, ông rồi cho mình vô đại hả? ông cho vô Rồi chứ vô xin vô ha. ông tay Rồi lớn sẵn. lớn rồi là cho vô ở, là thấy không có tiền bạc. Trước giờ chú làm cái gì? Trước hôm nay cũng mười mấy năm mà không có làm gì, trước cũng đi làm hồ. Nhưng mà sao mà vợ con chú bỏ chú vậy? Bệnh ngã bệnh bỏ luôn.
Vậy là vợ con thấy chú bệnh nên là vợ con bỏ chú. Nhưng mà trước khi đi là vợ con có nói gì không? Không hả? Dạ. Nhưng mà con của chú lâu lâu có điện về thăm chú không? Không. Mà con chú nay nhiêu tuổi rồi, chú biết không? Lớn rồi, 30 rồi. 30 rồi ha, nhưng mà không có về thăm. Không. Ủa, vậy là chú là gốc ở Sài Gòn luôn hả? Gốc quê đây. Còn vợ chú quê ở đâu? Quê ở ngoài Phú Yên. Dạ. Vậy là bây giờ là vợ con đang ở Sài Gòn hay là về quê rồi? Không biết. Không biết hả? Dạ. Ông chủ. À, chào chú nha. Ông chủ đó. Chủ đây nè. Dạ, chủ ở đây ha. Nó hỏi ông tí rồi, ông nói nha. Dạ. Anh ba, chào anh ba. Ai vậy? Bữa nay nhờ kênh chú Nghĩa, trên kênh YouTube chú Nghĩa đánh quay nè anh ba. Dạ. Cho con đi tham quan sơ vòng nha. Ủa là chú tắm ở đâu? Chú còn đứng được không? Được. Được hả? Là tắm đây luôn hả? Mà ở dưới đây có mộ không? Dưới đây có mộ không? Mộ bốc rồi. Bốc rồi hả? Dạ, chỗ này mộ luôn hả? Bốc rồi. Dạ. Sao mình nói vậy chứ? Dạ. Rồi mình tắm rửa đây luôn. Là không có đồ che lại ha? Anh cũng kêu anh, dạ. Anh ở trong đây để hỏi ở. Mà chúng còn đứng được không? Đâu đứng được. Cũng coi thử ra. Đứng được. Hai mắt. Dạ. Đâu? Sao này ốm vậy? Cái chân bị gì nổi dữ rồi chú? Tiểu đường nữa. Tiểu đường nổi vậy hả? Dạ. Rồi bây giờ là một ngày mình ăn được một chén cơm không? Được, ăn được. Được hả? Mà giờ thấy sức khỏe của mình sao? Yếu lắm. Yếu hả? Dạ. Yếu thôi ngồi đi để con ngồi nói chuyện được rồi. Để đứng hồi nó mệt đó. Mà có thấy mệt người gì không? Mệt. Mệt hả? Mà sẵn con quay thì không biết là vợ con thì bỏ cũng lâu rồi, chú có đâu lời nhắn gửi tới vợ con gì không? Ừ. Sao vậy? Bỏ nó không tâm thế gì, không gì hết mà nhắn gửi gì nữa. Dạ. Nhưng mà có giận vợ không? Ừ. Không giận hả? Đi thôi. Giờ mình linh hoang vậy. À, chú nói lớn con xíu nha. Vợ bình hoang, mình linh hoang vậy, đâu có lo được đâu, mình đi cũng được. Dạ. Vậy là vợ chú thấy chú bệnh hoạn vậy rồi bỏ đi, rồi dẫn con đi theo. Dạ. Hai đứa mà không có đứa nào ở lại chú không. À? Trước khi đi vợ con nói gì không? Không. Dạ. Thì tới giờ luôn mà không. Không. Dạ. Con cũng vậy mà vợ con không có thăm thiết. Dạ. Mà trước là chú nhà ở Sài Gòn là quận nào chú? Ở quận này luôn. Quận này luôn hả? Rồi nhà sao bán nhà vậy? Bà nhà bắt hết rồi bán em chia. Bán rồi tiền đó có cho vợ không? Không. Không đủ uống thuốc nữa. À. Rồi mới 2 năm nay đâu có tiền bạc đâu uống thuốc. Dạ. Rồi bỏ thuốc uống luôn. Dạ. Vậy là tới bây giờ là chú bệnh bao nhiêu lâu rồi sức khỏe? Mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi hả? 10 năm hơn. Nhưng mà xuống là từ lúc nào? Nay ở xuống hồi 2017. 2017 á. 2017 2018. Dạ. Nay cũng một tháng nay gặp mắt mà. Không thấy được hả? Con này nó kéo còm bít rồi. Dạ. Con này kéo mây. Dạ. Giờ hoàn cảnh sao rồi, chia sẻ xíu đi chú. Khổ quá, nhờ ông An giúp đỡ cho ấy gặp mắt để sống được ngày nào đi kiếm tiền sống ngày đó. Dạ. Nhưng mà sao mỗi lần hỏi tới vợ con thì chú không muốn nói ha? Có nghĩa là lúc trước á, là chú ở chú Cường này á, cũng ở trong chợ Trân Trụ này. Dạ. Rồi cũng có nhà có cửa đàng hoàng, cha mẹ, rồi sau khi cha mẹ mất á, rồi anh em tan rã. Rồi cái quá khứ trước á thì không biết là chú Cường ai thì cũng có cái chuyện quá khứ thôi. Yeah. Rồi vợ con rồi xảy ra chuyện rồi lung tung hết rồi vợ con là tan nát. Cửa nhà tan nát rồi vợ con cũng ra đi rồi thôi luôn. Yeah. Thôi từ đó tới giờ cũng trên dưới 15 năm đó. Yeah. Đó rồi chú cứ ra đây rồi nhờ anh em. Rồi thứ nhất là anh ba này. Yeah. Rồi sau nữa cũng có tôi. Yeah. Rồi cũng tạo điều kiện giúp đỡ cho chú Cường mà tới ngày hôm nay thì mà nặng quá cho nên là anh thì không có khả kham nổi. Dạ. Cho nên là báo với kênh của chú Nghĩa vậy. Dạ. Nhưng mà trước giờ là chú có đi khám bệnh chưa? Khám rồi. Khám bác sĩ nói sao? Thì đầu tiên thì tiểu đường với lại tim với lại thận. Dạ. Với lại viêm tủy không tính. Dạ.
mà ở đây là mùa nắng ở được chứ mùa mưa nhiều khi sẽ bị tạt đó. Chạy hết. Dạ. Mùa mưa không có ở nổi, chạy dạ. Liền. Mà bây giờ mướn nhà trọ thì không có tiền trả, không có tiền đóng luôn. Dạ. Nhà trọ anh ba đây nè, mà giờ mướn không có nổi tiền đâu. Anh ba thì nhà trọ đây có đây mà không mướn nổi đâu. Dạ. Còn giá ba gác thì... Vậy là trước kia là chú ở nhà trọ đúng không? Là bây giờ không có tiền mới ở đây. Đúng rồi, mới về anh ba mấy tháng đây nè. Dạ. Về anh ba anh đây. Vô đây. Còn mình về đây là mấy cái vật dụng này là của mình hay người ta không, cho? Người ta cho không á. Người ta cho không hả? Là không có gì luôn hả? Ừ, mấy quạt, mấy đồ đây là cũng của người ta cho không á. Cứ người anh ký son. Anh thì cầm ký son, còn người thì mấy quạt, người tấm niệm, người cái vạt anh ba này, vạt của anh ba này. Ông ơi, đâu bây giờ con muốn xem chú đứng vậy, chú đi lại đây con coi thử sức khỏe của chú làm sao chú? Yếu lắm, này yếu, giờ không có tọa nổi, chứ không dẫn cho. Yếu mà không thấy đường nữa, này yếu lắm rồi. Đi chân vững không? Không vững hả? Trời ơi. Yếu lắm. Rồi đứng tay rồi quay mặt lại thử không nhìn được không nha. Nào quay lại, quay mặt lại coi. Quay mặt lại. Rồi quay lại, quay lại. Quay không nổi luôn ông bà. Yếu rồi. Yếu lắm rồi. Trời ơi. Đi ngọn đi không à. Yếu mà không thấy đường nó mới tội gì. Anh ba vô đó rồi cho nó quay đi. Em quên em rồi đó. Dạ. Kêu anh nữa mà. Để em dẫn nha. Đi. Anh cũng đi chút xíu là ông thở được. Dạ. Đang mệt hả? Tim. Tim nữa hả? Bị suy tim. Rồi thận rồi tùm lum hết anh ơi. Tim thận tiểu đường. Thở không hả? Anh mới đi con vòng á. Dạ, ông đi chút xíu là ông ngọn đi ông thở dữ lắm. Dạ. Hết từ đầu đường nghe đây, ai cũng biết chỗ đó. Ở rất là tội luôn mà hiện tại là chỗ mà chú đang nằm là ở phía dưới là phần mộ mới vừa bốc đi thôi. Chú là dựng tạm một cái thanh gỗ á, giống như là một cái chiếc giường tạm bợ mà lót với mình để cái chiếu và cái niệm lên, mà toàn là những vật dụng mà của chú sử dụng là ông bà cô chú anh chị cho không à. Mà chú ngủ đây có mũi không? Có mũi nhiều lắm, mũi nhiều ngày cũng có. Dạ. Mà chú còn anh em gì không? Hết hả? Ly tán là mất hết. Ly tán là mất hết hả? Rồi giờ trong nhà mình có ai có điều kiện không? Không hả? Không còn ai, còn dạ. Mình. Để con quay clip này xem anh chị mà ai có điều kiện thì cũng biết tới chú, không biết đâu người ta thấy người ta cũng xót thương lại, người ta giúp chú á. Hoặc là vợ con á. Còn cái quá khứ chú thì con cũng không có biết, nên là cái đó thì chú nên là giữ trong lòng đi nha. Dạ. Cũng mong là vợ con của chú cũng xem được, cũng về thăm chú. Vợ chú thì biết yếu mà. Rồi. Nhưng mà con hỏi thiệt luôn á, lúc trẻ chú làm gì vợ buồn không? Ừ. Không hả? Có gì đâu. Nhưng mà lý do nào mà vợ chú lại bỏ chú đi? Kiểu bệnh hoạn rồi, thấy tiền bạc không còn, nhà cửa không còn thôi nó đi. À, vậy là lúc đó là thấy chú bệnh hoạn rồi tiền bạc nhà cửa không có rồi. Kiểu như là phụ nữ người ta thấy vậy người ta sống nổi ha, rồi người ta đi. Dạ. Nhưng mà chú thì cũng không có giận vợ mình ha. Tóc từ rụng nên là còn mấy con lại cứ cạo luôn. Rụng hết, rụng hết rồi. Rụng thưa luôn hả chú? Chứ nghĩ là biến chiến qua ung thư nữa. Mà đâu có tiền đâu đi khám đâu. Dạ. Tiền ăn rồi không có nữa. Rồi ở đây là chú ăn uống sao? Vòng ở đây người ta cho xôi cơm, nói chung là cho không. Dạ. Rồi nước nôi ở đây uống sao chú ạ? À? Nước có uống mà còn có chủ này thằng gì á. Dạ. Mua nó cho. Dạ. Nói chung là hết độ này là vòng này nó cho. Vậy tất cả quần áo cũng vậy luôn. Quần áo cũng vòng này nó cho luôn. Dạ. Có mấy bộ đồ. Rồi tắm rửa thì cũng ráng đứng tới tắm được ha. À, mỗi lần đi là rất là mệt, bước không lên hay sao? Có hai cái chân giận tê, nó mất cảm giác. Dạ. Mới 54 tuổi là còn trẻ lắm đó. Mà bệnh từ lâu rồi mà không có khám bệnh đúng không? Rồi để xuống luôn. Lúc đó hoàn cảnh cũng khó khăn đúng không chú? Dạ. Con cũng được biết chú kia có chia sẻ
về cuộc sống của chú á, nên là con cũng xuống chia sẻ tới ông bà của chú anh chị xem mà cuộc sống của chú làm sao. Nhưng mà khi tới nơi thì con thấy được cuộc sống của chú rất là bi đát. Cũng có vợ con nhưng mà trước kia thì vợ chồng không hợp nhau gì đó nên là ly dị nhau rồi, nên là mỗi người mỗi nơi. Nhưng mà con cũng mong là vợ chú cũng xem được clip này á, cũng nghĩ tình vợ chồng, con cái cũng nghĩ tình cha con, cũng về giúp chú một phần nào đó, cũng như được hữu duyên được ông bà giúp đỡ cho chú. Mà chú có muốn nhắn gửi gì tới vợ con không? Không. Sao vậy? Biết mà, vợ con nó biết bệnh mà. Biết hả? Biết. Dạ. Nó lúc đó là bệnh có... còn ít đúng không? Mới đây nữa. Mới đây biết rồi hả? Nói chung là nó biết. Sao mà chú biết vợ biết? Ý nó ở vòng vòng Sài Gòn này thôi. À vậy là lúc trước là vợ về quê rồi nhưng mà bây giờ lên Sài Gòn lại rồi. Thì nghe nó nói nó cũng vòng vòng ở đây, vòng vòng Sài Gòn này. Cũng biết mà nhưng mà nó không... Nó lơ ha. Dạ. Nó không còn một cái gì nữa. Dạ. Giờ mình cũng đâu có bệnh hoạn giờ vậy. Nói chung ra là nghĩ là chết là một năm rồi. Xin ông bà xin cho sống cho qua Tết. Sao năm rồi nghĩ là mình chết? Chết mấy lần. Kiểu lúc đó mình mệt quá rồi hả? Mình xin ông bà cho sống thêm ha. Rồi ông bà cũng cho mình. Vậy lúc đó mình cũng hết đường cứu rồi đúng không? Hết rồi, hết bệnh rồi. Mấy bệnh hết rồi. Dạ. Tại vì cái cặp mắt hôm nay là bây giờ nếu mà chú tháo kiến ra thấy đường không? Cái kiến này đeo cho có thôi. À chứ đâu có đeo kiến tháo ra không vậy. Mắt mình lại kéo cận. Nhưng mà chú không bị cận đúng không? Không không bị. Chú đừng đeo, cứ đeo vậy mắt chú sẽ yếu hơn á. Thốn. Thốn hả? Ừ. Kéo cận mà con này kéo may. Chú này có tâm sự gì chú gửi tới con đi. Con thấy chú cũng nhờ. Hơi có giây phút buồn á. Ở đây nhờ chú, ôi trời. Ừ. Cộng đồng mạng giúp giùm cho chữa cái gặp mắt. Dạ. Yeah. Nhưng bây giờ là chú phải chữa hết luôn á, chứ mắt đã yếu rồi mà tay chân bệnh này bệnh kia từ lưa cho. Giờ bác sĩ chạy rồi. Sĩ chạy hả? Bác sĩ có nói không? Xì tim, xì thận, tiểu đường kỳ cuối luôn rồi. Vậy luôn hả? Mới là hết chữa rồi. Cái kia là hết chữa rồi. Còn nước còn tá chú. Mình cứ hy vọng đi, biết sao giờ. Giờ xin nữa. Uống dạ. Gặp mắt là sáng được ngày nào hay đó. Dạ. Nếu mà ngắm nếu mà chảy thì chắc không kịp, không kịp. Vậy là chú ở đây là đa phần là chú kia cho chú đồ ăn ha. Cái vòng vòng ấy. Hết chung sớm luôn. Vòng hết sớm ra cũng cho. Dạ. Ủa chú, hình như là vợ con của chú này đang ở đây á, chú này nói á. Hồi xưa biết. Biết á. Hôm nay mười mấy năm. À mười mấy năm hả, chứ không phải giờ hả? Không. À. À, vợ con cũng biết bệnh rồi. Lúc trước ở đây. Dạ. Giờ bệnh rồi bỏ mười mấy năm rồi. Dạ. À, chú vô nói chuyện con chú. Dạ. Con cái thấy vậy nè, à, vợ của ông Cường hay là con Cường á. Thấy vậy á thì cha với mẹ thì chỉ có một thôi con. Đời cha với mẹ là con chỉ có kiếm một thôi chứ không có số 2. Con có thấy của cái kinh trên cái kinh YouTube của Trọng Nghĩa thì con về đây con coi ba cái tình hình sao. Thì vợ thì chú không có biết mặt, thì con thì chú cũng không có biết mặt luôn. Bây giờ ba sống cá trúc ở cái xóm này nè, ở cái đường Tống Nhân Hên này nè, ngay nhà văn hóa Tống Nhân Hên phường 15 này nè. Con thấy cái kinh của chú Nghĩa quay lên thì con về coi cái tình hình ba như thế nào, chứ ba mẹ là kiếm không có đâu nha. Đó. Hồi nãy thì em cũng có nói tâm sự gì đó. Mình là phận làm con, cho dù cha mẹ mình không hợp, không sống chung với nhau, nhưng mà mình đi theo mẹ lúc còn nhỏ thì mình cũng chưa hiểu chuyện. Nhưng mà lớn lên rồi thì mình vẫn làm ăn được, thì thấy cha mình bệnh, không lẽ bây giờ thấy cha mình sắp chết mà mình lại bỏ cha mình vậy? Đúng rồi. Con thấy được thì con về thăm ba coi như thế nào, không có tiền có bạc. Hoặc là con cũng phải về để hỏi ba như thế nào.
đó là mình cha tạo mình ra, con nên nhớ điều đó. Chú nước này là cái nước thì sao chú, nãy giờ con cũng bà cô, bà cho bà cô á hả, là bà cô cho mình nước này ha, bà cho điện cho nước, nói vậy người giúp, cứ người giúp nước rồi người giúp điện, anh dạ. Ba kia giúp điện, dạ rồi, thiếu thốn thiếu thốn gì đó, hôm qua này mới có chạy qua tiệm đó ngồi đó thì anh cũng cho 100 ngàn, dạ. Mới hôm qua đây nè, 100 ngàn đi ăn qua đây. Cho 100 ngàn về ăn chắc cũng hết rồi, hết rồi còn qua đây. Giờ thằng Cường ra đây, con của anh Ba đó, có mắm có muối gì nó bưng qua, dạ. Có cơm là nó bưng qua, dạ. Trong xóm là bà con ai cũng biết hoàn cảnh của chú à, đúng rồi, dạ. Thì hôm nay tình cảnh nó như vậy thì cũng mong Mạnh Thường Quân gần xa chung tay vô với cái kinh của em Nghĩa để giúp đỡ cho em Cường này, cho nó qua những cái cảnh bệnh hoạn đau ốm ngặt nghèo này, để cho em giá xe lại và em kiếm tiền sống. Thì cũng mong Mạnh Thường Quân với lại các Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước và chung tay lại. Dạ. Chú, lúc mà chú với vợ chú sống chung á, chú với vợ chú có kỷ niệm nào không chú, mà vợ chú khi mà thấy chú bệnh gì á, vợ chú nở lòng phát áo bỏ đi không chú? Có kỷ niệm nào không? Dạ. Tại vì con thấy là cũng có nhiều người đó, thấy chồng mình bệnh á, người phụ nữ sẵn sàng chăm sóc chồng mình tới nơi tới chốn luôn. Tuy là cuộc sống nghèo nhưng mà người ta vẫn sống tới hơi thở cuối cùng luôn chú. Còn chú thì qua lời chú chia sẻ thì vợ chú biết chú đổ bệnh, nhà cửa tiêu tan thì vợ chú đành bỏ mặc chú. Thì chú cũng thui thủi sống khoảng 10 năm nay. Không, vợ sao vậy? Hình như là chú cũng có nhiều tâm sự mà cũng không biết nói làm sao đúng không? Con thấy là chú có lẽ là chú cũng muốn giữ một chút cảm xúc vì vợ nên là chú cũng không có nói ra, nhưng mà qua cách chú thể hiện thì con cũng biết được. Dạ. Yeah. Thôi thì con cũng không có nhắc tới để làm chú buồn thêm lần nữa. Nhưng mà con cũng mong là vợ chú có xem được clip này á, con cũng xem được clip này á. Tại vì tới hai người con lận, không lẽ cả hai đứa đều không thương cha mình. Bây giờ xã hội mình á, nhiều khi là người dưng nước lã, người ta thấy một người bệnh tật sắp chết hoặc là bệnh lâm vào đường cùng hoặc là khốn cùng, khốn khổ thì người ta sẵn sàng giúp không suy nghĩ gì hết á. Còn này là tình cha con mà lại bỏ vậy thì thật sự rất là tội. Bây giờ cho dù không có tiền cứ về thăm cha, động viên cha cũng được. Mấy hoàn cảnh này cũng đứt ruột chứ đâu có cái cảnh nào mà giống như cái cảnh này đâu. À, ví dụ như giờ ông bệnh đi, ngồi bên đây đi. Yeah. Ông bệnh thì con cái ông nó tới thì nó làm nó ăn đi cũng được đi. Yeah. Đằng này giờ bệnh quá mà con cái thì không có. Con cái thì có mà không về, bỏ cha. Nên thấy cái cảnh này thấy cũng tội nghiệp. Mà anh cũng suy nghĩ hoài, xưa đầy anh cứ suy nghĩ lúc trước trong năm à. Anh có nói hơi giờ chú hết đường cùng rồi, giờ em không có điện thoại thì em để anh đăng. Mà nói đi nói lại rồi anh cũng nghĩ ngại cũng không đăng rồi. Cái vừa rồi anh cũng theo dõi cái kênh em, cái vụ thằng Vũ á, 20 tuổi đó. Yeah. Cái vụ cô lấy nhà đó. Rồi anh theo dõi kênh em rồi anh mới coi kênh em thì anh mới vô, anh mới kêu gọi em. Chứ bây giờ thì ở lối xóm này thì người ta giúp ngặt không chứ làm sao mà có cái số tiền lớn để nó đi mổ mắt. Yeah. Mà mổ mắt là cũng phải nằm để cho đường nó xuống mới dám mổ chứ đâu có phải là vô mà người ta bác sĩ nó mổ liền, là đường đang cao mà. Cho nên là mới kêu gọi chú. Bây giờ em cứ nói lớn lên, em Cường à, em cứ nói lớn lên à, cái chuyện như thế nào ráng mà vượt qua, rồi chữa bệnh nhờ
chú Nghĩa này giúp đỡ, rồi Mạnh Thường Quân kêu gọi, Mạnh Thường Quân rồi có tiền rồi đi khám bệnh rồi để sáng mắt rồi ra giá xe để kiếm tiền. Ráng mạnh bạo lên, cứng rắn lên chứ rồi suy nghĩ nhiều lúc là nó dập xuống luôn á, nặng luôn á, dập là nặng nữa đó. Bây giờ là chú phải giữ tinh thần lạc quan, ngày hôm nay thì chắc chắn là khi hậu tới thì chú sẽ có những tâm sự buồn ùa về, nhưng mà hết ngày hôm nay thì bắt đầu ngày mai thì chú nên là lạc quan hơn. Và tuy là sức khỏe mình yếu nhưng mà chú vẫn đi đứng tới lui, đi ít thôi, không cần đi nhiều để cho mình có sức đề kháng tăng cường lại. Nếu mà chú nằm một chỗ, chú không đi tới lui thì cơ thể mình nó quen, nó yếu dần đi. Đi ít cũng được, mà tốt hơn là nằm một chỗ chú. Mình đi không vững thì mình có thể là dựng bức tường nè, dựng đâu đó mình đi nha. Vậy là mấy hôm nay là chỉ có 100 ngàn sống có ghém bữa giờ á chú. Có 100 ngàn chú ăn cái gì? Mình qua nay mua cơm. Mua cơm. Không lẽ giờ là cho hoài. Ngại nhiều lúc cũng qua anh nhiều lần á, anh cho nhiều lần rồi cũng không dám qua. Qua cái ló thục, anh ngồi trong tiệm cái ló thục vậy đó. Thấy cũng tội, đứt ruột, đứt gan á, mà anh thì cũng lớn tuổi rồi, anh làm cũng đâu có tiền nhiều đâu. Cho nên là cũng không có cái điều kiện mà giúp cho em nó, cũng tội nghiệp. Nhưng mà bệnh là mình nằm ở một mã là sức khỏe là yếu luôn á. Đúng rồi, âm á. Âm nhiều hơn khí, âm nhiều hơn khí dương. Nhưng mà trong tình cảnh này mà chú được chỗ nằm thì còn quý gì đó. Chứ ở Sài Gòn mình thì khó có chỗ nằm như thế này lắm. Không có, có nhiều chỗ, có nhiều chỗ chê liều ở ngoài đường luôn. Chê liều bạc còn đắt hết. Mình đứng đây là trên cái mộ hút cốt mà. Vậy là mấy em mướn này nè. Tự nó lấy cát rồi để mua xi măng như những cát đó. Vậy là lúc mà chú mới về là đắt không? Bằng đắt không? Dạ. Cũng là lấy mộ. Lấy mộ mà. Lấy mộ cho nên nó hầm hầm hố hố rồi mới đổ đất lên rồi mới làm được vậy chứ. Dạ. Mấy em mướn ở đây nè. Dạ. Tự động nó mua xi măng, mua cát để làm. Đây cũng vậy. Dạ. Nói chung em phía này dưới đây là cái mộ không ạ? Phía dưới đây nè, còn nguyên cái mộ chỗ người ta đào sẵn luôn là mới vừa hốt cốt à. Là nguyên cái diện tích là của cái chiếc giường mà chú đang nằm á là mộ không á? Đây nè, còn kim tỉnh đây nè. Còn kim tỉnh đây luôn hả? Đó. Dạ, ha, còn kim luôn. Kim tỉnh đây luôn á chứ đâu. À, kim tỉnh là mình làm cái sườn đúng không? Cái sườn nó chịu lại cái đỡ cái dán te này ha, dán gỗ này. Kim tỉnh luôn là chú Nghĩa. Dạ. Đỡ cái này lên cái kim tỉnh luôn đó. Người ta chỉ lấy cái hòm ra thôi. Dạ. Còn cái kim tỉnh đây luôn. Làm màu đường cùng quá nên là chú cũng phải chọn cái pháp gì không bạn? Thấy không? Còn kim tỉnh rõ ràng luôn rồi. Dạ. Cái học chuông luôn nữa luôn. Dạ. Học chuông là cái mộ cao vậy là người ta đập xuống tới đây là người ta lấy thôi. Dạ. Chỗ này vẫn là mộ nữa không bạn? Mộ luôn. Mới vừa bóc lên luôn á. Hình như là chỉ có đường vào là không có mộ thôi anh. Lối kia không có. Dạ. Mà giờ đi đứng không nổi luôn nè. Bữa nay là không đứng nổi luôn á. Đi xíu mệt à, nó yếu rồi. Nhưng mà sức khỏe của chú là mấy nay mới xuống hay là khoảng không, một năm rồi? Sức khỏe xuống lâu rồi. Dạ. Xuống lâu rồi. Nói chung là trước Tết. Còn trong từ đến tới bây giờ là hình như là cái đường đi vệ sinh hết biết. Dạ. Đi trong quần mặt tả đó. Ủa ở đây đi vệ sinh đi sao mà cũng không có đi nữa? Không đi luôn hả? Có nhiều khi 5-3 ngày mới đi, mà tự giờ tháng mấy nay là tự đi trong quần luôn, không ai không biết hả? Là biết. Không kiểm soát được à, tự động ra trong quần. Thằng này nó nặng rồi, nặng mà hôm trong năm á thì anh cũng muốn có kêu gọi em mà nó thôi để qua Tết đi. Dạ. Chứ nó thấy nó nặng rồi. Hôm Tết là nó bị một trận nặng là tưởng đâu qua không khỏi rồi nó ị chứ. Nó ị nó đi vô trong quần trong chả luôn mà. Nó ị trong chả luôn. Còn trẻ quá mà. Năm 4 còn trẻ. Mới 50 mấy tuổi chứ nhiêu. Nãy giờ là
con nghe chú này nói chuyện là chú càng ngày càng nói càng yếu lại, hơi thở và yếu, thở không hển kìa. Yếu. Nếu như mà anh mà không kêu gọi Nghĩa thì chừng này tháng hai tháng nữa nó đi. Tháng hai tháng nữa nặng nữa. Dạ. Yeah. Chú ngồi đi. Chú ngồi đi để con đứng lên cho chị. Tháng hai tháng nữa là nó không có qua khỏi đó. Chứ không phải là mà bây giờ là hôm qua nó đi vòng vòng á, nó đi xuống như cái đường Trần Thế Tông đây, nó xin vô mà có ai cho đâu. Xin việc làm hả? Xin tiền. À, xin tiền. Bí quá đi xin tiền. Dạ. Yeah. Rồi tới cái chỗ anh thì anh cho được 100 ngàn rồi vô mấy chỗ người quen á. Yeah. Thì người ta cho 50, 30, còn người ta lạ người ta cứ lắc đầu. Dạ. Yeah. Tại người ta lạ người ta đâu có biết đâu. Yeah. Những cái thành phần người ta mới về làm đó, mở mặt bằng người ta làm đó, người ta đâu có biết. Còn những người biết thì người ta cho. Yeah. Những người biết nó thì người ta cho. Lúc trước thì anh cũng tạo điều kiện mua cái máy bom rồi mua làm cái chiếc ba gác đó, tưởng đâu nó mạnh giỏi rồi nó làm. Nó còn nói với anh là nó nói anh cứ lo cho em cái này, là em có cần câu là em câu cơm rồi khỏi cần gì nữa. Mình cũng nghe mình mừng. Ai cuối cùng mới làm cái đó rồi đâu làm đâu được mấy tháng dập nặng luôn. Rồi lúc trước thì làm thì nó nói em bị viêm tủy với tiểu đường. Rồi bây giờ thì nó chuyển biến qua mù mắt. Yeah. Nó đi mờ mờ đó là mù mắt không thấy á. Không thấy đường rồi. Mù hết con bên này. Con bên kia kéo mày. Chú nhìn thấy rõ không chú? Nè nè, con giơ tay nè, thấy không? Thấy gì không? Thấy bàn tay. Thấy bàn tay, mấy ngón? Chá là. Chá là hả? Nè. Thấy không? Đó, bây giờ mình vậy mới được. Không, không. À. Giờ mình gần mới được. Gì thấy không? Không, xa là gì thấy không? Rồi. Vậy mới thấy. Mấy ngón? Rồi ngón rồi. À. Đó, dòng gần mới thấy, xa không thấy. Thì lực yếu rồi. Yếu rồi. Nó qua tiệm chú anh mà nó ngồi, anh ngồi dần ngần, nó hỏi anh Minh đâu. Không thấy. Nó ta ngồi đây chứ đâu mà. Không thấy. Mà chứng tỏ con này mắt này yếu quá rồi. Yếu làm sao mà nó đi giá xe, sao đẩy cái xe ra ngoài kia giá, chân cẳng gì nữa. Bây giờ là chỉ có nhờ chú Nghĩa rồi nhờ bà con Mạnh Thường Quân rồi kêu gọi cho rồi đi khám bệnh, chữa bệnh cho bớt đi rồi mới đẩy xe ra đó làm chứ còn. Bệnh của em. Không bớt cũng phải cái cặp mắt thấy đường mới được. Giúp rồi, tại không nói mẹ. Mổ cặp mắt. Giúp giùm. Dạ. Giúp giùm để mổ cặp mắt. Thấy dạ. Đường sáng được ngày nào hay ngày đó cũng được. Chứ yeah. Còn cái bệnh viêm tủy đó thì uống hạn chế. Viêm tủy với lại tim với thận thì thôi. Con hôm nay thì con cũng xuống quay chú á, thì con cũng mong là chú cũng được hữu duyên tới ông bà cô chú chị. Dạ. Nãy giờ thì ông bà cô chú chị cũng thấy được hoàn cảnh của chú đang ở đâu rồi, cũng thấy được cuộc sống của chú vậy, cũng nghe chú tâm sự vậy. Còn lại là hy vọng là đủ duyên ha chú. Ừ. Cũng mong là chú cũng đủ duyên ha. Dạ. Chứ tuổi này còn trẻ quá mà bệnh gì. Tội nghiệp, bệnh gì đấy tội nghiệp. Nó chưa tới cái tuổi mà đi. Ngày hôm bữa là chú gửi qua con tưởng đầu sáu mấy rồi. Ừ, nhỏ tính ra là nhỏ tuổi hơn anh ấy, chú chứ nhỏ hơn chú là 6 tuổi đó. Dạ. Yeah. Vậy là thôi, vậy là thua rồi. Yếu quá, quá yếu. Yếu quá rồi. Giờ đi đứng không nổi nữa mà. Không làm được gì hết á. Giờ nấu cơm nhiều khi không nấu nổi luôn á. Không thấy đường. Ờ đúng rồi, không thấy đường. Nhờ cái thằng Cường đó, thằng hồi nãy đó, nhỏ nhỏ đó, nó đi mua cơm rồi vô. Ăn cái gì nó báo vô một miếng vậy rồi thôi, có khi thì ăn không nổi thì cho qua luôn. Dạ. Nhịn đói luôn. Mà giờ là chú nhiều bệnh lắm nha. Nhiều bệnh. Tới 4-5 bệnh lận. Đúng rồi. Suy thận nè, viêm tủy nè, rồi tiểu đường nè, rồi di căn qua con mắt mờ nè. Tim nữa. Rồi không có kiểm soát được mình đi ngoài nữa. Là cái đó tỷ. Yeah. Không kiểm soát được là tỷ, tỷ ảnh hưởng đến não. Yeah. Cái bệnh tỷ mới là ác á, bệnh nó mới là nghiệt đó.
nó mất cảm giác ở não, tủy nó đi lên não nè. Dạ. Mất cảm giác não cho nên đi cầu nó tự ra. Mai mốt qua tới tiểu nữa. Tiểu nó cũng tự ra nè. Bữa giờ chú đi tiểu chú biết không? Con đi tiểu biết. Biết ha. Dạ. Hôm giờ dục cũng mười mấy hai chục cái quần. Dính trọng quá hả? Đi trong quần. Đi ra nó dính quần luôn. Dạ. Cũng không hay nữa, chừng ngồi lâu à. Dạ. Nghe cái mùi. Dạ. Con cũng nói chú gì, bây giờ hoàn cảnh mình giờ thì mình cũng không biết phải làm sao, nhưng mà cái quan trọng là mình phải cố gắng. Mình cũng cầu mai, cầu trời Phật thương mình á, được ông bà của chú anh chị cảm nhận được sự khó khăn của mình á, ông bà thương giúp đỡ cho mình. Dạ. Mình cũng đừng có bi quan quá. Mình phải sống tới hơi thở cuối cùng của mình, cho dù như thế nào cũng vậy chú nha. Dạ. Dạ. Vượt lên, ta đáng cố gắng ta vượt lên, chứ còn trẻ tuổi lắm, đừng có bi quan. Dạ. Với tối đốt nhang hay giấy những cái phần vong hồn còn ở đây nè, mấy mộ ở đây người ta kẻ phước mặt người ta hộ mình ở nhờ ở đậu đất người ta, ở đây là ở đất người ta nè, đó. Đốt nhang, đốt đồ. Vậy là trước khi mà chú vô đây, chú cũng xin phép rồi đúng không? Có. Chú nói là sao? Xin phép người ông bà ở đây. Dạ. Có vô, xin vô cũng đốt nhang rồi xin. Dạ. Giờ cho về đây ở. Dạ. Cứ bệnh hoạn rồi này kia. Cũng xin ngày nào cũng đốt nhang. Cũng giá. Dạ, tối nào cũng đốt ha. Ngày sáng cũng đốt. Dạ. Nhưng mà mấy hôm nay còn đốt được không? Hết được ba bốn ngày nay là đi không nổi không hết đâu. Dạ. Con hôm nay thì con cũng xuống thăm chú á, thì con cũng trích một số tiền của ông bà cô chú chị Mạnh Thường Quân để con gửi cho chú trước mắt ha, để cho chú có tiền trang trải hoặc là chú đi khám bệnh đó chú ha. Dạ. Con cũng gửi cho chú 5 triệu nha, trong đó có sư cô bên hội từ thiện đi viện Thiện Phổ Học Châu là 2 triệu, cô Hằng bên Mỹ 2 triệu, chú Nguyễn Thanh Cường bên Mỹ 1 triệu nữa. Dạ, là 5 triệu chú, để cho chú đi khám bệnh. Con cũng mong là đủ duyên được ông bà cô chú chị giúp đỡ thêm chú để cho chú có tiền để mà trị bệnh tới nơi tới chốn nha. Dạ, còn lại là chữ duyên chữ phước từ ngày xưa của mình á, cái này là phần mà con có thể là trích ra hỗ trợ hết sức mình có thể á, nên là con cũng biết là số tiền này trong trường hợp này thì thật sự là chú rất là cần, nhưng mà bệnh của chú thì nó cũng không đáng là bao hết á, đúng chỉ rồi. Là một phần nhỏ thôi, nhưng mà có còn hơn không á chú. Đúng rồi. Dạ, con gửi chú 5 triệu nha. Dạ, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu. Cảm ơn ông bà cô chú đây. Này cảm ơn ông bà cô chú với cảm ơn chú Nghĩa. Dạ. Cô sư cô. Sư cô rồi đó. Dạ. Đó, ở là, cảm ơn. Dạ. Dạ, chú nói gì cũng được rồi chú. Ông bà cô chú chị là những ông bà có tấm lòng thiện nguyện, khi mà nghe chú nói từ cảm ơn ông bà đã vui rồi. Nhiều khi là mình nhớ tới tên thì nhắc cũng được, mình không nhớ thì mình cũng không sao, quan trọng là tấm lòng mà chú ạ. Dạ. Thôi thì hôm nay thì cũng em Nghĩa đến đây thì cũng quay cái hoàn cảnh của em Cường này ở phường 15. Thì tôi thì cũng ngồi ở xóm làng với em Cường này, thì cũng nhờ em Nghĩa, kênh cái kinh của em Nghĩa quay, thì cũng trích ra cái quỹ của sư cô và các mạnh thường quân ở nước ngoài và trong nước, cũng trích cái quỹ của em Nghĩa để mà gửi cho em Cường. Thì tôi cũng xin đại diện em Cường thì cũng xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ. Và cũng xin chân thành cảm ơn. Dạ. Nhưng mà tiền này chú gửi cho chú này đi, để chú ở đơn bệnh nhiều khi là có người xấu á, người ta biết á, còn những người tốt thì tất nhiên là người ta thấy sẽ mừng rồi, nhưng mà cái quan trọng là chú gửi cho chúng này đi. Rồi ngày mai khám bệnh nha. Mai có gì khám bệnh qua anh đưa xe đạp mà người ta cũng còn lấy bệnh, nhưng mà không tha luôn, không tha luôn đó, đỡ xe đạp ở ngoài chỗ đèn đỏ đó. Dạ. Dầu giá đó là ngủ quên nó dắt cái xe luôn. Ủa đó sốt mời màng thì thôi vậy rồi, anh giữ cái số tiền này. Dạ. Rồi đi khám bệnh khám hoạn ngày đó là qua anh đưa. Dạ, dạ. Nghe không? Dạ. Đưa tao rồi chắc cũng còn y gì chứ làm. Dạ. Gì người ta. Dạ. Còn gửi tiền tao quá trời. Thôi giờ chú nghỉ ngơi nha, con cũng đây cũng xin người, phép chú người ta gửi nè.
Con cũng chúc cho chú được nhiều sức khỏe, cũng mong là chú cũng được hữu duyên ông bà cô chú chị biết tới chú, và cũng mong là duyên số của chú từ hôm bữa giờ tích góp được thì ông bà cũng cảm nhận được để giúp đỡ cho chú nha. Cái này là phước phần của mỗi người chú. Con thì cũng đã là truyền tải thông tin và con đã nói hết tất cả những gì mình muốn cần hỏi và chia sẻ rồi. Nên là cái còn lại là phước của mỗi người chú nha. Trước tiên ở đây cũng cảm ơn chú Nghĩa rất nhiều. Nếu mà không có chú Nghĩa thì cũng đâu có được cái gì, cũng nhờ qua chú Nghĩa giúp được. Rất cảm ơn chú Nghĩa. Dạ dạ, không có gì đâu ạ. Con cũng cảm ơn chú nha. Rồi không có gì không thì mong sao con là chú Minh cũng cảm ơn con với cảm ơn trên cái tất cả những cái mạnh thường quân của cái kênh con được thật nhiều sức khỏe, và cũng xem cái kênh này để mà của ít lòng nhiều tạo cho em Cường để mà có số tiền em đi chữa bệnh. Một lần nữa cũng xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ dạ, một lần nữa em nghĩ xin chân thành cảm ơn ông bà cô chú anh chị. Em chúc tất cả cô chú anh chị được nhiều sức khỏe. Bây giờ thì em cũng xin phép kết thúc clip ở đây ạ.